Từ nhiều năm qua, Nhật Bản đã trở thành một điểm đến yêu thích của du khách Việt Nam. Xứ sở hoa anh đào được đánh giá là một trong 10 đất nước tuyệt vời nhất trên thế giới và cũng là đại diện duy nhất của châu Á có mặt trong danh sách này. Với mong muốn đưa con người, văn hóa Nhật Bản đến gần hơn nữa với du khách Việt, mùa hè năm nay, Sài Gòn Tourist đã giới thiệu một hành trình khám phá Nhật Bản 5 ngày 5 đêm với mức giá trọn gói vô cùng tiết kiệm, chỉ hơn 28 triệu đồng. Không để quý vị chờ đợi thêm nữa, ngay bây giờ hãy cùng SCTV 12 khám phá hành trình hấp dẫn này. Sau hơn 5 giờ, chiếc máy bay chuyên chở 150 hành khách của Sài Gòn Tourist đã hạ cánh xuống sân bay Fukushima. Ngoài trời se lạnh bởi chút không khí mùa xuân còn vương lại, nhưng trong cổng đón khách của sân bay là một bầu không khí vô cùng ấm áp bởi sự chào đón nồng nhiệt của những người dân Fukushima. Một ấn tượng tốt đã theo chúng tôi ngay từ những phút đầu tiên và hy vọng nó sẽ được bồi đắp thêm trong những ngày sắp tới. Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là hồ ngũ sắc Goshikinuma nằm trong công viên quốc gia Bandai. Hồ nước tuyệt đẹp này được tạo nên từ những đợt phun trào núi lửa năm 1888. Lưu huỳnh và nhiều hóa chất tích tụ dưới đáy hồ từ hàng trăm năm qua đã tạo nên màu nước vô cùng đẹp mắt. Một điều đặc biệt nữa là màu sắc của mặt nước hồ sẽ thay đổi tùy theo nhiệt độ của từng mùa trong năm, từng thời điểm trong ngày. Khung cảnh ven hồ với từng mảng hoa dại đung đưa, những cây phong thay lá theo mùa đã từng làm say lòng biết bao du khách. Bạn hãy thuê những chiếc thuyền nhỏ và tự mình chèo một vòng xung quanh để cảm nhận sâu hơn những sắc thái của hồ nước tuyệt đẹp này. Đến Nhật Bản vào mùa hè, mùa cây cối đâm chồi nảy lộc, đầu đầu trước mắt chúng tôi cũng là một màu xanh căng tràn sức sống. Ý thức gìn giữ và cải tạo thiên nhiên của người Nhật Bản thật đáng khâm phục. Có lẽ vì vậy mà dù sinh sống trên một mảnh đất khô cằn, lại thường xuyên phải gánh chịu thiên tai, nhưng những sản phẩm nông nghiệp Nhật Bản vẫn luôn đứng nhất nhì thế giới. Du khách sẽ được kiểm chứng điều này khi đến thăm vườn trái cây Azuma. Khu vườn rộng hàng chục hecta này được trồng rất nhiều loại cây ăn trái đắt tiền như táo Nhật, dâu tây, cherry. Tất cả cây trồng tại vườn đều tuân theo một quy trình chăm sóc vô cùng nghiêm ngặt, hoàn toàn không dùng thuốc trừ sâu và hóa chất. Du khách có thể yên tâm hái trái cây và thưởng thức ngay tại chỗ. Lúc này đang là thời điểm cherry chín mọng. Có những chùm quả đung đưa ngay trên đầu, chỉ với tay là hái được. Nhưng cũng có những chùm quả tận phía trên cao và chủ nhân khu vườn đã trang bị những chiếc ghế nhiều tầng để du khách thỏa thích truy tìm những chùm cherry ẩn hiện sau tán lá. Tạm biệt vùng đất Fukushima với không khí thôn dã yên bình, chúng tôi lên đường tham quan thủ đô Tokyo, thành phố hiện đại với san sát nhà cao tầng, nơi hội tụ những bộ óc thông minh nhất, công nghệ hiện đại nhất và nhịp sống căng thẳng nhất thế giới. Hòa vào dòng người mua sắm ở khu chợ Akihabara, chúng tôi choáng ngợp trước những cửa hàng âm ấp phụ kiện máy tính, đầu DVD, máy tính xách tay, máy ảnh, điện thoại di động, thể hiện sức mạnh của một siêu cường về hàng điện tử.
du khách từ khắp nơi trên thế giới, từ khắp nước Nhật đổ về đây để chiêm ngưỡng những kiểu mới nhất của TV, máy tính, người máy và trăm ngàn đồ điện tử khác. Giá đồ điện tử ở đây rẻ khoảng 20-30% so với mức bình thường. Cứ mua được hàng ở Akihabara thì yên tâm vô cùng về giá cả và chất lượng. Trái tim thành phố Tokyo, chùa Quan Âm Asakusa tỏa ra linh khí ngay từ chính tinh thần, niềm tin của những người đến đây cầu nguyện. Mỗi người trước điện linh thiêng không chỉ cầu an cho tâm hồn mình, cho gia đình mình, mà còn cầu xin cho linh hồn những nạn nhân thiên tai được siêu thoát, mong cho mọi vết thương nhanh chóng được gắn liền. Trải qua bao sóng gió, tinh thần và niềm tin vẫn luôn ở lại với người Nhật như những nhánh cây anh đào kiêu hãnh nở hoa mỗi độ xuân về. Chúng tôi lại tiếp tục với chặng dừng chân tại một biểu tượng cho tinh thần kiên cường, bất khuất và sự trường tồn, núi Phú Sĩ. Trong tiếng Nhật, kế thừa từ tiếng Hán cổ, Phú Sĩ có nghĩa là không gì sánh được. Tên gọi có thể bắt nguồn từ chiều cao địa lý, đến nay vẫn đúng ngay cả khi xét theo khía cạnh tinh thần. Chẳng điều gì có thể sánh nổi với Phú Sĩ về khả năng khơi dậy tinh thần dân tộc trong xã hội hiện đại Nhật Bản. Không chỉ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, nơi đây còn là khu bảo tồn thiên nhiên thiêng liêng nhất của Nhật Bản từ nhiều thế kỷ, một biểu tượng cho sự thanh bình và sức mạnh Nhật Bản. Oshinohakai là ngôi làng cổ nằm yên bình dưới chân núi Phú Sĩ. Cho đến ngày nay, những ngôi nhà ở làng Oshinohakai vẫn mang nét kiến trúc truyền thống Nhật Bản xa xưa. Oshinohakai nổi tiếng bởi có 8 hồ nước đặc biệt. Các hồ có cấu tạo phần đáy chủ yếu là nham thạch trong quá trình kiến tạo địa chất. Mỗi hồ nước lại được bàn tay con người tô điểm, giữ gìn bằng cảnh sống nông thôn thuần khiết. Được nuôi dưỡng từ những lớp băng tuyết tan chảy theo sườn dốc của núi Phú Sĩ, thấm lọc qua nhiều lớp dung nham kiến tạo hơn 80.000 năm tuổi. Người dân trong làng rất tôn kính, nâng niu nguồn nước này. Du khách đến đây, ai cũng háo hức uống một ly nước từ Phú Sĩ và không quên mang theo chai lọ để hứng một ít nước về làm quà. Đến Oshinohakai, du khách không chỉ được ngắm cảnh thiên nhiên mà còn được thưởng thức rất nhiều đặc sản của vùng, đặc biệt là các loại đậu xanh, đỏ, vàng, chế biến ăn liền, các loại nấm đủ hình dạng, từ tươi đến khô. Nhiều người lại đặc biệt thích món đậu hũ mát lạnh do ngâm trong bể nước chảy từ núi Phú Sĩ. Bà nội trợ trong làng cũng trổ tài nhào bột và nướng bánh gạo trộn trà xanh, nấu món bánh khoai lang truyền thống mời du khách. Làng Oshinohakai là điểm đến thú vị đối với những du khách thích khám phá nếp sống xưa của người Nhật. Đến Oshino, họ như được trở về cuộc sống xưa cũ còn vẹn nguyên dù cách phố thị phồn hoa Tokyo chưa đầy 100 km. Gần bên núi Phú Sĩ, thung lũng Owakudani là một thắng cảnh nổi tiếng của Nhật Bản, được hình thành từ lần phun trào cuối cùng của núi lửa Hakone cách đây 3.000 năm. Owakudani có nghĩa là thung lũng lớn từ trong mây khói.
đặc sản nổi tiếng của thung lũng Owakudani chính là những quả trứng gà đen rất béo và thơm. Trứng đen được những người dân ở đây luộc chín bằng hơi nóng từ những dòng suối để bán cho du khách. Tương truyền, ai được ăn một quả trứng gà đen thì tăng thêm 7 năm tuổi thọ. Chúng tôi thầm nghĩ, có lẽ rất nhiều người Nhật đã lên thung lũng Owakudani và thưởng thức món trứng đen này. Vì vậy nên tuổi thọ trung bình của người Nhật hiện nay mới thuộc vào hàng cao nhất nhì thế giới. Người Nhật say mê hoa và Fuji là một trong những loài hoa mà họ thích. Hoa Fuji còn được gọi là hoa tử đằng, được cho là loài hoa xưa nhất trên quần đảo Nhật Bản và là biểu tượng của tình yêu. Nơi lý tưởng nhất để thưởng thức và ngắm Fuji là ở công viên hoa Ashikaga, tỉnh Tochigi. Tại đây, diện tích trồng hoa Fuji được mở rộng hơn 1.000 m2 với rất nhiều loài hoa đặc sắc. Công viên hoa Ashikaga còn nổi tiếng với cây Fuji trên 100 năm tuổi. Các nhánh vươn dài tạo thành chiếc dù khổng lồ màu xanh tím. Hành trình trên đất Nhật Bản đã gần kết thúc. Có lẽ đây là lúc thích hợp để tìm hiểu về cảm nhận của những vị khách Việt Nam trong chuyến đi này. Mình cũng rất là hay đi chơi, thì đây là chuyến đi khá là thú vị, có nhiều cái tầm hiểu biết về cái đất nước mình rất là ngưỡng mộ, có thể nói là ngưỡng mộ nhất trong tất cả những đất nước nào đó ở trên thế giới này. Và cái chuyến đi này nó tạo cho mình rất là nhiều cảm giác vui vẻ. Cái sự mà chăm sóc của hướng dẫn, rồi sự chăm sóc của mọi người, các thành viên trên xe, cũng như là những cái con người Nhật đã đem lại cho mình những cảm giác rất là thú vị. Đây là những vị khách trong đoàn charter Nhật Bản lần thứ 6 do Lữ hành Sài Gòn Tourist tổ chức trong năm 2015. Tour du lịch Nhật Bản bằng hình thức thuê bao nguyên chuyến bay này đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với họ bởi giá cả phải chăng, hình thức trải nghiệm mới lạ bằng chuyến bay riêng cùng với việc thiết kế đường tour theo hành trình mới. Đặc biệt, Sài Gòn Tourist với mạng lưới đối tác rộng khắp toàn cầu cũng như các đối tác du lịch, lữ hành hàng đầu tại Nhật Bản đã mang đến rất nhiều ưu đãi dành cho du khách. Để thu hút thêm du khách đến với Fukushima, chúng tôi đã hỗ trợ về tài chính, kết hợp với sân bay dành tặng những coupon trị giá 3.000 yên để khách có thể mua được những đặc sản hấp dẫn của Fukushima. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự thành công của 3 chuyến charter lần này. Sắp tới, chúng tôi sẽ lên kế hoạch đưa ra nhiều sản phẩm với các điểm đến hấp dẫn hơn nữa ở Fukushima, kết hợp đối tác ở Việt Nam là Sài Gòn Tourist, nhằm mang đến những chuyến hành trình thật sự tuyệt vời dành cho du khách. Trước khi khép lại chuyến đi, chúng tôi ghé thăm thành phố cổ Nikko, nơi có những công trình kiến trúc được liệt vào hàng quốc bảo của xứ sở mặt trời mọc. Đến đây để hiểu thêm một điều, sự pha trộn hài hòa của các sắc thái trong cuộc sống hiện đại với cổ truyền, nét tinh tế trong việc lưu giữ di sản tổ tiên và đưa lên tầm mức nhân văn của nhân loại đã khiến Nhật Bản trở thành điểm thu hút du khách đến từ mọi miền trên thế giới. Nikko Toshogu là một đền thờ thần đạo được dựng nên năm 1617, thờ Ieyasu Tokugawa, một vị tướng có công tái thiết xã hội Nhật Bản. Một hạng mục nổi tiếng ở đây là bức chạm khắc hình ba chú khỉ, một chú bịt tai, một chú che mắt, một chú bịt miệng. Bức tranh hàm ý không nên nghe, không nên nhìn, không nên nói điều xấu. Di sản văn hóa thế giới Nikko Toshogu toát lên sự uy nghiêm của một ngôi đền thiêng
đồng thời là tuyên ngôn về giá trị bền vững của một di sản văn hóa thấm đậm tinh thần Nhật Bản. Sau những ngày ngắn ngủi trên xứ sở hoa anh đào, cảm nhận sắc màu văn hóa đậm đà và đâu đâu cũng thấy những khuôn mặt tràn đầy nghị lực, niềm tin, tâm hồn chúng tôi như được đón những cơn gió mát lành từ đại dương thổi lại. Mỗi vùng là một bản sắc, mỗi mùa là một vẻ đẹp riêng, chỉ cảm nhận một lần thôi là chưa đủ. Sức hấp dẫn của tâm hồn và giá trị Nhật Bản rồi sẽ đưa lối cho bạn, cho tôi trở lại xứ sở này trong những hành trình kế tiếp.